quý vị, thông tin về việc đấu giá ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo của nhà Nguyễn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng trong những ngày qua. Liên quan vấn đề này, chiều 3 tháng 11 năm 2022, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin liên quan đến ấn Hoàng đế Chi Bảo của triều Nguyễn được hãng Million tại Pháp đem ra đấu giá vào ngày 10 tháng 11 tới đây. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam, bên cạnh Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO, đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng các bộ ngành liên quan, trao đổi với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, lãnh đạo Tổ chức UNESCO và công ty tổ chức đấu giá để tạm dừng cuộc đấu giá. Theo thông tin từ bà Lê Thị Thu Hằng, trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tìm kiếm các khả năng và triển khai các biện pháp cần thiết để có thể đưa cổ vật về nước. Trước đó, Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định quyết tâm sưu tầm hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo trở về Việt Nam, không chỉ để bổ sung hoàn thiện các sưu tập cổ vật, bảo vật, di sản văn hóa bị thất lạc, chảy máu ra nước ngoài mà còn khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng của dân tộc. Thưa quý vị, như báo Thanh Niên đã thông tin, đến 7 giờ 30 phút sáng 31 tháng 10 theo giờ Paris, đại diện phía Việt Nam và hãng Million cùng thống nhất thỏa thuận tạm hoãn đấu giá ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo. Đến 10 giờ sáng cùng ngày thì hãng Million ra thông báo chính thức đưa ấn vàng của vua Minh Mạng ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá tại Pháp. Theo các nhà nghiên cứu, ấn Hoàng đế Chi Bảo là cổ vật có giá trị rất cao, thu hút sự quan tâm của giới buôn đồ cổ thế giới. Đó là chiếc kim ấn lớn và đẹp nhất của triều Nguyễn, được đúc bằng vàng vào năm thứ tư đời vua Minh Mạng vào năm 1823, nặng 10,78 kg. Ấn được truyền từ đời vua Minh Mạng đến vị vua cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên tại thanhniên.vn để theo dõi những thông tin mới nhất. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.